Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Tiếp theo các video về máy phun vân. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn máy phun đa chức năng ZP Phun. Bây giờ tôi sẽ mở thùng để kiểm tra phụ kiện bên trong và hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Khi khui thùng ra thì ta sẽ thấy bên trong có một cần phun. Cần thẳng và nắp. Đây là thân máy của máy phun đa chức năng ZP Phun. Bây giờ chúng ta kiểm tra phụ kiện bên trong. Đây là lọc rác, ống nhúng, chúng ta có phụ kiện là đầu phun, miếng lọc nước, bình pha xăng, ống dẫn nước, pha nước và phụ dê. Đây là bộ phụ kiện tay cầm và cổ dê để nối ống phun, ống nhúng. Bộ dây đeo lưng. Xem hướng dẫn sử dụng. Dây đấu để thông bình hơi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chức năng phun hạt, phun vân hoặc là phun vôi của máy. Bây giờ chúng ta có thể lắp máy. Đầu tiên thì ta sẽ lắp ống nhúng vào. Đây là ống nhúng. Chúng ta dùng một bộ dây lớn để cố định ống nhúng vào trong thân máy. Làm qua ống nhúng và lắp vào đầu ra của thân máy. Tiếp theo thì ta sẽ lắp ống phun vào trong ống nhúng. Tùy theo mục đích sử dụng của bạn mà có thể lắp ống cong hoặc là ống thẳng. Đối với phun hạt hoặc là phun vôi thì các bạn sẽ lắp ống thẳng. Đối với phun nước thì các bạn sẽ lắp ống cong. Bây giờ tôi sẽ lắp ống thẳng vào trong máy. Chúng ta dùng cổ dê để siết chặt. Bây giờ chúng ta sẽ lắp tay cầm. Chúng ta lắp trực tiếp ở phía thân của ống phun. Tiếp đến thì ta sẽ lắp dây đeo cho máy. Tương tự với chiếc dây của bạn. Đối với chức năng phun phân, phun hạt hoặc là phun vôi thì các bạn sử dụng như thế này. Chúng ta nổ máy, sau đó điều chỉnh cần ga. Thì theo mức độ phun xa hoặc là phun gần thì các bạn có thể ga to hoặc ga nhỏ theo cần này. Sau đó thì mở lưu lượng hạt ra bằng cần thứ hai để phun lưu lượng nhiều hoặc ít. Bây giờ chúng ta sẽ đổi qua chức năng phun nước của máy. Đối với chức năng phun nước thì các bạn sẽ đổi qua ống cong, lắp dây dẫn nước và đầu nối nước. Chúng ta tháo tay cầm. Lắp cần cong vào trong ống nhúng.
Bây giờ chúng ta sẽ thay đĩa lọc hạt bằng đĩa lọc nước. Đây là đĩa lọc nước. Chúng ta dùng khóa để mở hai con ốc hai bên của máy. Sau đó tháo bình chứa ra. Thay miếng lọc hạt bằng miếng lọc nước. Tháo gọn bên miếng lọc hạt và lắp vào bên miếng lọc nước. Lắp trở lại phía trong khung bình. Các bạn nhớ dùng khóa siết chặt lại để tránh bị vỡ đĩa nước. Tiếp theo thì ta sẽ lắp dây hút nước. Các bạn có thể thay lắp bình bằng đầu lưới nước. Đây là đầu lưới nước của máy. Chúng ta lắp vào trong thân bình chứa. Dây hút nước từ đầu phía trong của đầu nối nước xuống dưới đĩa chứa nước. Bây giờ chúng ta sẽ lắp dây dẫn nước và van khóa. Đây là van khóa của máy. Chúng ta lắp van khóa nước vào cổ dây của cần nối nước. Đây là dây dẫn nước. Chúng ta lắp từ đầu nối nước ra tới qua van khóa và ra tới đầu phun. Lắp dây dẫn nước vào trong van khóa. Tiếp theo thì lắp dây dẫn nước từ van khóa ra đầu phun. Đây là đầu phun của máy. Tiếp theo thì ta sẽ lắp ống dẫn hơi. Đầu còn lại ta sẽ lắp vào chỗ nối hơi ở dưới đáy của tháp. Bây giờ tôi sẽ đeo lên cho các bạn xem. Máy phun đa chức năng Jetty phun có dung tích bình chứa là 26 lít, sử dụng động cơ 2 thì, dung tích xi lanh là 40cc, rất là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Máy có thể phun được rất nhiều loại, ví dụ như phun vôi, phun hạt để gieo mầm, phun phân hoặc là phun nước tiêu độc khử trùng. Với chức năng phun nước thì các bạn sẽ cho nước và thuốc vào bình chứa.
châm xăng pha nhớt tỷ lệ 125 vào bình xăng. Sau đó thì các bạn lên cần ga ở nấc thứ nhất, giật nổ để máy chạy khoảng 15 giây. Sau đó các bạn mở van khóa nước và tăng cần ga lên để cho máy phun nước ra. Bây giờ chúng ta cùng cho nước vào và test chiếc máy này. Sau khi chúng ta cho nước vào bình chứa thì ta sẽ tiến hành giật nổ máy bằng cách đưa cần ga lên vị trí thứ nhất. Sau đó mở e gió và giật nổ. Bây giờ chúng ta sẽ đeo lên vai. Sau đó thì ta sẽ mở van nước. Tăng ga cho máy chạy. Vâng, như vậy là tôi đã test xong chức năng phun nước của máy ZT-Full và WF S3. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, hãy đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tàu Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.